Xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày nay rất vui mừng chia sẻ với bạn các cái mẫu nhà vườn mà công ty thiết kế nhà đẹp Green đã thiết kế cho tất cả các khách hàng từ trước. Và hôm nay thì kênh YouTube Phạm Văn Tuân sẽ chia sẻ với các bạn một series các cái mẫu nhà vườn máy thái đẹp cho các bạn, và sẽ phát hành vào 8 giờ sáng hàng tuần nhé. 8 giờ sáng hàng tuần thì các bạn nhận được mỗi một buổi sáng 8 giờ sáng các bạn sẽ nhận được cái mẫu một bộ hồ sơ nhà vườn máy thái đẹp mà do công ty thiết kế nhà đẹp Green chia sẻ cho các bạn. Và các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tư vấn thiết kế nhà thì chúng ta hãy comment và chia sẻ. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng khám phá những mẫu nhà vườn máy thái đẹp. Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay, công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ các bạn một cái mẫu nhà vườn 3 tầng mái thái mà công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế cho anh Huy ở Xuân Trường, Nam Định các bạn nhé. Bạn nào ở Xuân Trường, Nam Định cần tư vấn thiết kế nhà hãy liên hệ ngay với công ty thiết kế nhà đẹp Green nhé. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ quan sát hình ảnh 3D của công trình. Với cái thông số kích thước thì các bạn nhìn cái đầu bút tôi chỉ từ phía bên này sang phía bên này là 9 mét, còn từ phía bên này chiều sâu nhà là 9,5 mét. Cái công năng sử dụng tầng 1 thì gồm có một phòng khách và khu vực bếp, một phòng vệ sinh. Tầng 2 gồm có 2 phòng ngủ, một phòng thờ và phòng vệ sinh. Tầng 3 cũng 2 phòng ngủ và một cái khoảng không rộng, cái ban công rộng cùng với nhà vệ sinh. Và mời các bạn chúng ta sẽ khám phá những bản vẽ 3D tiếp theo của công trình nhá. Rồi chúng ta sẽ đến với cái bản vẽ tiếp theo. Ở bản vẽ này thì các bạn nhìn được cái phần mặt hồi của công trình. Đó các bạn nhìn nhá. Yeah. Phía trước, nhìn trực diện phía trước của công trình ấy, mặt trực diện luôn. Chúng ta bước nó bậc lên vào đây thì chúng ta sẽ gặp khu vực cầu thang, và phía bên này là khu vực phòng khách, và phía sau phòng khách là sẽ khu vực bếp. Ở tế bản vẽ 3D thì các bạn nhìn rõ này, lên trên đây thì cái khu vực này là khu vực phòng thờ, và đây là cái cửa sổ phòng ngủ, và phía đằng sau một cửa sổ phòng ngủ nữa, đây ban công của khu phòng ngủ. Và tương tự trên này thì cũng 2 phòng ngủ, và đây khu vực ban công để đi ra sảnh phía ngoài các bạn nhé. Mời các bạn chúng ta tiếp tục khám phá bản vẽ 3D tiếp theo. Ở bản vẽ 3D này thì chúng ta có cái góc nhìn từ trái qua phải, góc nhìn này từ trái sang phải, thì các bạn nhìn được cái phía trên tầng 2 có cái ban công của phòng ngủ. Rồi các bạn khám phá không gian tiếp theo. Ở góc nhìn này thì là góc nhìn từ phải sang trái, thì đây các bạn nhìn cái các ô cửa, ô cửa sổ, đây là cái ô cửa của phòng vệ sinh, ô cửa phòng vệ sinh, ô cửa phòng vệ sinh. Rồi ở góc nhìn này thì các bạn nhìn được phía đằng sau của công trình. Tiếp tục các bạn hãy khám phá không gian tiếp theo này. Ở góc nhìn này chúng ta sẽ nhìn góc nhìn tổng thể từ trên cao nhìn xuống, và các bạn nhìn được tổng thể khuôn viên của công trình. Ở đây chúng ta sẽ đi xe vào cổng này, đấy, khu vực này. Đấy thì không gian đất của nhà gia đình anh rất rộng. Đấy, các bạn nhìn phía này, chúng ta nhìn được 2 cái không gian mặt tiền luôn. Thì cái hướng này thì hợp với không gian nhà của anh này. Đấy thì các bạn nhìn phía trên là cái hệ mái trang trí phía trên của công trình. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn được 2 cái mặt tiền và các cái trụ cột ốp giả các bạn nhé. Ốp giả đó thì các bạn nhìn đây. Tiếp theo là cái phần trang trí gạch ốp, và đây là cái phần lan can bằng kính. Các bạn nhìn là bằng kính trong suốt rất là đẹp và sang trọng cho công trình. Và mời các bạn chúng ta sẽ khám phá phần tiếp theo các bản vẽ 3D nhé. Không gian 3D nội thất. Đây thì các bạn bước 3 bậc vào trong khu vực, đây là phòng khách, và phía này chúng ta đến cầu thang này, nếu lên và sau cầu thang là nhà vệ sinh, và đây là không gian bếp các bạn nhé, không gian bếp của công trình. Đây là phòng khách này, đấy là nội thất không gian tầng 1. Chúng ta đến với nội thất không gian tầng 2 nhé. Ở trên tầng 2 đây chúng ta sẽ bước cầu thang lên đây, thì chúng ta vào phòng ngủ thứ nhất, phòng ngủ số 2 và phòng ngủ 2 có cái ban công này các bạn nhé. Và sang đây là khu vực phòng thờ. Từ phòng thờ này có cửa ra đây, ban công phía ngoài khu vực phòng thờ. Rồi đây là sau cái cầu thang này, nhà vệ sinh, tầng dưới nhà vệ sinh, tầng trên nhà vệ sinh tương tự các bạn nhé. Để trong quá trình thi công chúng ta lắp đặt đường ống nước nó rất là dễ dàng. Để tiếp tục ở trên tầng 3 thì chúng ta đi lên trên đến đây, tầng 3 thì đây vào phòng ngủ. Ở trên tầng 3, phòng ngủ số 2 trên tầng 3 và đằng sau vẫn là nhà tắm, nhà vệ sinh. Ở sau cầu thang nhé, các bạn nhé. Và đây có ban công đi ra phía ngoài ở trên tầng 3. Vừa rồi các bạn khám phá xong cái không gian nội thất của công trình ngôi nhà 3 tầng mà đơn vị chúng tôi đã thiết kế cho chủ đầu tư là anh Huy ở Xuân Trường, Nam Định các bạn nhé. Ở xóm 31 Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định. Rồi các bạn sẽ view lại một số hình ảnh 3D này, không gian nội thất trước này. Tiếp theo. Rồi đây là cái không gian chúng ta nhìn được hai mặt tiền. Đó. Để các bạn sang cái phần tiếp theo của video nhé. Trước khi sang phần tiếp theo, nếu mà gia đình nào và các bạn mà muốn cần tư vấn thiết kế nhà thì hãy liên hệ ngay với công ty thiết kế nhà đẹp Green theo cái số hotline này nhé các bạn nhé. 0386 325 566. Thì đơn vị chúng tôi sẽ về tận nhà các bạn để tư vấn thiết kế cho gia đình. Với quy trình 3 bước, bước 1 khảo sát hiện trạng đất, bước 2 thì bàn giao hồ sơ bản vẽ, bước 3 thì cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát hạng mục cốt thép các bạn nhé. Để các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân để không phải bỏ lỡ bất kỳ một cái công trình nhà vườn mái thái đẹp nào. Bây giờ mời các bạn chúng ta sang phần tiếp theo của video, sẽ chia sẻ cho các bạn một số các thông số kích thước về công trình 3 tầng của nhà anh Huy này nhé. Thì ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hồ sơ bản vẽ kiến trúc. Trong hồ sơ bản vẽ kiến trúc này thì các bạn nhìn được cái phần không gian của công trình. Đấy các bạn nhìn này. Đấy là các thông số kích thước. Tiếp theo mời các bạn sẽ đến với cái bản vẽ ở trên tầng 2, tầng 3 các bạn nhé. Đây cái hệ mái phía trên của công trình. Đây là một cái mặt đứng các bạn nhé. Đây là một cái mặt đứng này. Đó. Là chiều cao nhất của công trình. Thì chúng ta sẽ từ cái cốt 00 là cái cốt của nền khu vực sảnh hiên này nhé. Đấy. Hết cái phần móng này này. Cao lên đến tầng trên cùng là 14,3 m các bạn nhé. Đến nóc trên cùng ấy, 14,3 m. Rồi, tương tự chúng ta có các mặt đứng ở phần trang trí này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đến với các hạng mục của chi tiết bản vẽ tường xây. Nào là tường 10, đâu là tường 220, có đầy đủ các bạn. Nhưng hồ sơ rất dày này. Có thể mở nhanh cho các bạn thôi. Đây, bộ hồ sơ dày lắm. Đấy, các bạn nhìn này, rất nhiều này. Tôi sẽ mở nhanh cho các bạn nhé. Đây các cái chi tiết cụ thể này. Rồi cái phần vẽ chi tiết thì thôi không, cái phần đắp chi tiết. Đấy, vị trí đầu cột. Đây phần bản vẽ cốt thép các bạn nhé. Bản vẽ cốt thép này, kết cấu này. Với bản vẽ kết cấu thì đơn vị chúng tôi có phần các cái ghi chú chung trong kết cấu. Thứ nhất là lựa chọn vật liệu, yêu cầu kỹ thuật về công tác nền móng, công tác ván khuôn các bạn nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ đến với các cốt thép này, công tác bê tông này. Chúng ta đến với cái bản vẽ tiếp theo thì ở mặt bằng móng này. Ở phần mặt bằng móng thì các bạn sẽ nhìn về cái phần cốt thép móng. Cốt thép móng ở đây thì các bạn tôi sẽ review các bạn một số hình ảnh nhé. Rồi, đây phần mặt bằng định vị móng các bạn nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn đến với, tôi sẽ mở nhanh cho các bạn thôi. Đây, phần cốt thép. Phần cốt thép nhiều lắm, mở nhanh cho các bạn. Chúng ta sang phần bản vẽ tiếp theo nhé. Đây, phần chi tiết các cái vị trí cốt thép. Đây phần thống kê cốt thép nhé. Các bạn sẽ xem một cái bảng thống kê cốt thép của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì ở đây phần cuối video bao giờ cũng có những cái phần thống kê cốt thép này cho các bạn. Cuối bộ hồ sơ nhé. Thì chúng ta sẽ đến với bản vẽ lát sàn. Rồi bản vẽ chi tiết cửa các bạn nhé. Rồi các bản vẽ chi tiết cửa các tầng. Đây thống kê bao nhiêu bộ cửa, đơn vị tôi có hết cái hồ sơ thống kê cho các bạn nhé. Thống kê cửa hết bản vẽ điện. Chúng ta đến với hồ sơ bản vẽ điện. Thì đây là cái phần bản vẽ điện, đơn vị chúng tôi cũng có thống kê các cái ký hiệu điện và các cái vị trí lắp đặt điện cho gia đình, kinh tế gia đình làm theo thôi. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 có đầy đủ hết. Đấy, thì chia sẻ nhanh cho các bạn như thế. Vì bộ hồ sơ nhiều vào giấy này không? Các bạn nhìn nhiều vào giấy này. Đấy, ngồi mà chia sẻ hết các bạn thì rất nhiều thời gian. Đó. Rồi. Thì các bạn mà vừa xem xong bộ hồ sơ mà công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế cho anh Lê Văn Huy ở Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định. Qua video này cũng chân thành cảm ơn gia đình anh Huy đã tin tưởng đội ngũ kiến trúc sư công ty thiết kế nhà đẹp Green. Và chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công hơn nữa. Cũng qua video này cảm ơn tất cả những bạn nào đã theo dõi đến cuối video clip này và đang xem video này. Luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Các bạn cần tư vấn thiết kế nhà thì hãy liên hệ ngay với công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386 325 566. Và những gia đình nào mà cần hỗ trợ tư vấn thiết kế và cần tham khảo bộ hồ sơ nhà vườn mái thái đẹp như này thì các bạn chỉ mất một chút kinh phí thôi, chúng ta sẽ nhận được trọn bộ hồ sơ bản vẽ nhà 3 tầng mái thái đẹp này các bạn nhé. Thì các bạn hãy liên hệ với đơn vị chúng tôi, công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386 325 566. Thì đơn vị chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế cho các bạn. Chúc các bạn luôn luôn thành công. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.